Nhi chia protein tì mùi nơi à diễn đại miên là tập hiệp từ Phật Lan lụ rồi hậu đoàn Amrit. Tổng lúc chặt chiến mục kì lấy tập bọn và chạy cà phê trong cao. Nó mà chôn đòi B-Z-Vizer. Nơi à diễn cư miên protein mùi còn bông lịch thổ nơi lời bằng đài YouTube ấy nâng cứ khơi nẹ đại quạt thơ video tẹo tông mùi rốt dương nâng bản influencer chỉ tráng thơ video tẹo tông mùi làn protein mùi nút Việt Nam. Đi cư chia rốt dân Akisani VinFast. Chúng nay tịch chúng nâng chân, mình bạch tạo đo chân, rì chè phí xa chân. Còn mong tình tùm nâng đông rư rì ấy bị chân đòi khuôn ảnh. Tạm rì dạng giang xìa Porches. Giang xìa Porches, tình tùm nâng cực tí gần lãnh, cực bê vô liệt ở nẹ trớ cả. Bà nữ à dí cư miền bạch tế tại bấy tế. Tại trên một kế bà nữ khăn ông bị xài rốt dân hay miền là tập hiệp tại bậc cao rôn chạc. Phật rốt dân nơi ảm rịch. Bạn ảm rịch cứ chỉ tìm xa rốt dân đó thông mùi rồi bỏ phí phục lốn. Hay miền bật tế cháu nà từ phật lật nơi tìm nút. Đại nơi khăn ông nâng nơi ảm rịch cứ miền bấy cứ miền chân cho bốn hay cửa rề. Bạn hay bì ở rộng bình cứ cháu miền cháu miền ọng lê miền là mong. Bạn cháu miền bàng ngân chân nà. Bạn bàn tay ảm lớn nâng nịa nơi ảm rịch cứ miền bật tế mùi. Còn bông lịch thổ hay nơi lời bằng đài YouTube ấy nâng cứ khơi nè đại quạt thơ video tẹo tông mùi rốt dân nâng bạn influencer chỉ tráo chạp bắt đầu bạn thơ video tẹo tông mùi làn và mau bì à diên bạn bật tế mùi nút cứ bật tế Việt Nam bạn ní cứ chia rốt dân à kì xin ý VinFast bạn rốt bọc rộng hôn VinFast bạn hay นี่คือชื่อโรงจักรผลิตรถยนต์อากิสนิ บ่า VinFast ในเวียดนามในไฮพงบ่าในเวียดนามให้บ่าต่อเนี่ยเมื่อโรงจักรมวยนี้เมื่อตัวมันตัวนั้นเติมเนิบโดยเทสลาดีบ่าปัจจัยเกี่ยนนอนเนียนใหญ่ท่าแต่ VinFast ไอ้นั่งคลายตัวเจียเทสลาหรือบ่าจีเต้บ่าอันนั้นยังอ่ะตอน ở toàn bàn mơ bị làn ai khi xin đi nơi chân đại miền trào nên bàn tay dạng ná VinFast có bông tay miền cùng rôn thống nơi ảm rích bàn cứ quật rôn nâng bà cao rôn chạm nơi ảm rích tại một đoàn bàn hãy sắp ngay ní rôn chạm đại quật có bông tay phần lật ní cứ ai phần lật làn là hồ tòa mà phải phẻ mơn bàn cử rướng nơi khổng mạch nám hay tụ bây giờ mơ tới mình sơ tùm nợp đôi Tesla bằng tay cồng hôn bàn an tha dễ ruộng cứ cồng hôn rung chạc phần lật rồi bỏ VinFast cứ cao sắp hiệu rối cứ ô tô bàn bàn này tha bà mình được thật thầm đã đọc hiệu rối đấy này, này càng nghe nó không rung chạc nâng bàn dân cứ bà mình được dùng chứ ráo nó không càng phần lật làn bạn hãy chạp chạp cồng nâng làng IPO nâng rịch đáy bạn cồng nâng một tuần là mình phải chế pi pon liền nó lá ấy krong nâng bậc cao trung chạm nơi làm việc nâng là hỗ trợ bùn pon liền nó lại nó bàn chân đi cứ chỉ cùng rồng thông muối robot cầm hồn VinFast hay sắp ngày cứ miền pi một đá còn bông tài châu được không tìm ra thay thay màu nắng bàn mở tới design bàn art bàn VFX hay nâng VF9 bàn còn bông tài châu tìm ra Amrit hỏi hay chạp chạp nâng miền vọt tầm miền nơi ở rộp hoàng đài nơi không mùi chân ám bì bọn mà phây mùi gần lòng tầng nâng không hôn lụa bán là hốt đọc bây mớn phèm bọn làn và dường bị thiệp mùi Tesla dường nơi chân ái phần tay dạng ná cứ VinFast cứ quan tâm tầm bà cao bàn tầm phèm chân ám thế và lươn đôi chú mùi hình chân chú mùi cứ VinFast và VinFast cứ chìa phần này mùi này cầm hôn VinGroup chân VinGroup cứ chìa cầm hôn mấy bà đại bác cả làng đòi mà hà sẽ thấy miền trên kia một phần ở Việt Nam bà cứ lục phám nạt vùng bà hay quạt hồ sĩ chào ơn mục ná hay nó không nâng cứ VinGroup ní có miền bà lật tu sạp đại đấy và hay chân VinFast ấy cứ quật phải lật mà tố hay nâng làn hay chân nơi Việt Nam miền mà tố chỗ nè dân quật có lụa mà tố bán cho ra đài nơi Việt Nam bạn hay căn cặp tìm xa có môi trường này thông phong đài nơi Việt Nam bạn dân có châu tìm xa
không được dạy bây khơi thì bạn cho hai ấy bạn chỉ quạt ai nâng chập tìm xa bạn lươn hay mình cùng rộng bằng rít lươn bạn đôi chung môn quản dân VinFast CEO bạn nhạc cục rộng VinFast cụm hôn lan môi ní rộ bò Việt Nam cứ xót tay chiên ở rì bạn ní cụ ai thật sao VinFast đã và đại quạt miền nơi nơi trên nhà đất nóm nơi khăn ông vì say rốt dân cứ cùng rõ nà cùng rõ khơi nơi đất nóm và chỉ CEO hay ở thế và nơi khăn ông cầm hôn VinFast CEO nơi VinFast thông muốn có trên nơi CEO VinFast nơi Ảm Rích có trên nơi đài và nơi cứ dưới đường môi đại quạt thật sao với phụ quạt hay cầm bông đại đất nóm cầm hôn môi ní chúng tôi đã đo cả Paris, lâu tôi đo Phật nơi America, Nigeria, Protesti mùi hai nơi ở diễn, bạn nơi nơi Thái dân khơi miền Crom Hôn, bạn Phật Lan, chỉ trả ở nơi tin núp phần tai mình miền gì hảo rồi bỏ Thái đi, bạn phần tai Việt Nam, bạn cứ còn miền gì hảo rồi bỏ luôn ấy, bạn cứ VinFast ní, hay mình thầm tai Phật nơi không Việt Nam tí, lời nói lâu tôi Phật bạn lúc đó đo tìm xa lịch mối bạn cứ ẩm rịch bạn hay xua tha tao tao VinFast bán phơ ấy bạn chia quạt ai miên xe mặt tập hiệp lâu đó phá lật lâu đó nơi ẩm rịch hay hai đấy bạn chỉ quạt đi chung ra lươn bạn bởi tạm khi mơ anh khi mơ anh ạc bạn tầng ưu tỏa thế khi mơ anh comment trú trú nhưng khi chúng ta mùi dùm luôn đài VinFast bạn quạt ai chỉ cùng rù mùi nơi khăn ông ca áp hiệu quạt ạch chi vật cắm bạn tìm mối cứ cơm hôn cứ miễn cô nhớ bái cứ chùm rôn ai bốc cả lực bạn nôm ní tình làn bạn nôm tình nôm ní pra làn và bỏ VinFast hay VinFast ní và cứ quạt chụp phá lật làn sang hào ấy bạn cứ quạt bắt đầu tại tờ lỡ làn ạ kì xin ý thế hay miền mà hai chúng ta thông cứ khai tờ chia cơm hôn phá lật làn ạ kì xin ý trên mục môi nơi lời vì phục lộ bạn chân thế quạt cái đây là máy rồi bỏ cơm hôn bạn cứ quạt chùm rôn bốc cả lực ao tinh này mà đóng bạn hay bộ cơ lực đại bản tính có thể tinh lan VinFast phở cư vi trần ảnh sang nhớ á và hay mình tên cồng hôn chùm rối như hói kiếp tiền bạn cồng hôn kiếp dễ rùm kiếp ọt áo dễ rùm miên cô ca mối cứ ọt áo miên nẹn thơ ca nơi khôn ông cồng hôn VinFast pra tu sạp đáy dì hào xe như thế bạn hay xong bây ta lán cả lại chọn lán ấy, cứ reserve xe mẹp tái lán rồi bỏ VinFast thì chẳng lán hàng kháu ọt đằng đá phải chứ thời chọn hàng kháu ấy chẳng á bạn ấy chứ cô ca mối hay bộ lực quạt trào nhãn bạn mời này chẳng ca lũ có vi chui mập này đại tí bí cứ quạt chắp lán là kì xin đi môn kênh ở Việt Nam nè toàn này cơ nhé bạn ấy cứ chứ nói chắp phá đáo mấy chẳng cơm hôn xe như thế Toyota, bà Nissan, bà Hyundai, bà cứ quạt có thâm mây đài nơi khăn ông phần này ở kỳ xin ý nâng chứ lan ở kỳ xin ý bà đài cồng hôn VinFast quạt chắp mình tên cồng hôn kịp xem xếng có ai tha ở kỳ xin ý đấy bàn tay sắp thâm mây được kỳ ra khai nè là vì quạt chắp tìm xa môn kê nơi Việt Nam nơi hai cử chỉ ảo ca nơi khăn ông ca lũ hay nâng ca bà cao tìm xa ở bàn môn kê và hay mùi tiết quạt ca mơ khỏi kế quạt tổ trên ghế bọn tay quạt từ một lườn bạn đi hỏi đôi chân mà có thọ làm gì chứ vì chỉ con phải dạo môi con nằm lại con phải dạo môi con sầm mặt môi này hồ si bị tôi tới bạn có tha being small is an advantage cứ nơi thoảng năng ảnh chân đôi VinFast quất chỉ cầm hôn lá để tu chỉnh kế và việc mùi tôi ta tu chân ái một việc thiệp mùi nâng expand còn nơi tu chỉnh kế và bản thân tu chỉnh kế nâng cứ dưỡng tư mốc còn luôn những cái đây và đấy và chân khi dưỡng đại ngọc phùng họ si tôi ta và tỏ nì thời nọ thì từ một ở bàn luyến hay ca sầm lại chết đấy có vì hiện luôn chỉ cầm thôm này cầm một thôm ô nơi cho bẹ cho bận cho na hay tập về cầm hôn tu cứ kê sầm lại chết bàn từ luyến tiếng ní cứ chỉ ở vậy đại VinFast bàn đá ai thay chỉ cầm rù mũi sầm đẹp nì dưỡng nơi khôn ca áp hi vọt áp hi vọt cảm kết thả vị trí chưa thực sự mũi nơi khôn ca áp hi vọt áp hi vọt cảm tụ bay chỉ vì chỉ một cái bò mũi đã thôm na
ាធំមែនទែនបាទត្រូវការដើមទុនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែVinFast គឺគាត់នៅហោផ្លូវដើម្បីចាប់ផ្ដើមហើយคล้ายទៅជាប្រទេសទី1នៅអាស៊ានដែលមានលទ្ធភាពផលិតឡានលក់នៅអាមេរិកហេសួស្ដីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតើតើនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដូចខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះBZ Advisor Simplify Your Business